sa mạc Sonoran, trải dài từ Đông Nam Hoa Kỳ đến Tây Bắc Mexico. Với diện tích khoảng 260.000 km², nơi luôn có khí hậu rất khô và nóng. Nhưng nó không phải là một sa mạc chết. Ngược lại, nó thuộc top các sa mạc đẹp mê hồn của nhân loại, với hệ thống động thực vật vô cùng phong phú và không thiếu các loài vật đầy bí ẩn. Wow! Chuột ma sói, một cư dân đặc trưng ở đây. Trông nó thật nhỏ bé và đáng yêu, nhưng đừng lầm tưởng với vẻ ngoài dễ thương này, bởi nó không phải là một loài chuột thông thường. Ngay từ khi chào đời, chuột ma sói đã là sát thủ bẩm sinh. Côn trùng, thằn lằn, bò cạp, thậm chí những con chuột khác, tất cả đều nằm trong thực đơn của chúng. Oh my God. Loài chuột này khác biệt với hầu hết các loài gặm nhấm khác do chế độ ăn chứa nhiều thịt. Chúng thường xuyên săn những con mồi lớn bằng hoặc lớn hơn mình. Một điều khiến chuột ma sói trở nên càng nổi bật là khả năng miễn dịch với nọc độc bò cạp. Nó không chỉ chịu được những vết đốt chết chóc, mà cơ thể của nó còn thích ứng để chuyển đổi các chất độc thành một loại chất giảm đau. Hả? Xử lý xong bò cạp, rết khổng lồ cũng có vẻ dễ giải quyết. Tuy nhiên, loài rết này có độc. Chuột ma sói không bị dọa sợ. Lần này, mánh khóe của nó không phải khả năng miễn dịch mà là sự nhanh nhẹn. Nó dùng phản xạ mau lẹ của mình để tránh nọc độc từ nanh rết. Trước khi thưởng thức một con mồi mới hạ gục, con chuột khẳng định lãnh thổ bằng cách hú. Nó ngửa đầu về phía sau và phát ra tiếng kêu chói tai giữa bầu trời đêm. Điều này mang lại cho nó biệt danh là chuột ma sói.